Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hành Trang Du Học. Thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì chương trình Hành Trang Du Học của kênh truyền hình SNTV đã đem đến cho quý vị và các bạn, đặc biệt là những quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh đang có nhu cầu đi du học nước ngoài, những thông tin hết sức thú vị và bổ ích. Và chúng tôi đặc biệt cũng đã nhận được sự hỗ trợ về mặt thông tin rất nhiệt tình từ các trường quốc tế cũng như là những đối tác quen thuộc của chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đem đến cho quý vị và các bạn một sự lựa chọn mới. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với đại diện đến từ Học viện Homelands của Australia. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với các tư vấn viên của công ty Tân Đại Dương. Thì trước tiên cho phép Cẩm Trí được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay sự có mặt của chị Lê Ngọc Bích là trưởng bộ phận tư vấn Úc. Xin giới thiệu đến quý vị chị Lê Thị Diễm Thúy ở bộ phận điền form và xin thư nhập học. Và đồng thời Cẩm Trí cũng xin được giới thiệu cuối cùng đó là cô Atina đến từ Học viện Homelands của Australia. Chắc có lẽ là Cẩm Trí cũng xin đặt câu hỏi cho cô Atina. Thưa cô Athena, thì theo như Cẩm Trí được biết thì cái học viện của mình, học viện Homelands ở Australia là một trong những cái học viện lớn của chính phủ. Như vậy thì cô có thể chia sẻ về những cái điểm nổi bật của học viện mình so với những cái học viện khác. Homelands là một trong những học viện lớn nhất của chính phủ Victoria, là một trong những học viện có nền giáo dục đa dạng nhất ở Úc, đào tạo các chương trình học trong tất cả các lĩnh vực, một loạt các khóa học từ y tá đến giao tiếp, nấu ăn, từ thương mại xây dựng đến kinh doanh quốc tế, thiết kế đồ họa. Sinh viên của trường chúng tôi đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau và sử dụng 150 ngôn ngữ trên thế giới. Homelands có 5 cơ sở nằm tại thành phố Melbourne, được trang bị các cơ sở vật chất hiện đại. Các cơ sở của trường chúng tôi nằm gần các trạm giao thông công cộng, các trung tâm mua sắm, và chúng tôi còn cung cấp một loạt các chỗ ở gần trường. Homelands tập trung cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và nắm bắt kinh nghiệm. Các khóa học của chúng tôi được thiết kế chuyên nghiệp, cung cấp các kỹ năng sẵn sàng để làm việc. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho học sinh là tốt nhất. Tôi tin rằng chính điều này làm cho học viện của chúng tôi trở thành một trong những học viện tốt nhất. Thưa quý vị, một vấn đề khá quan trọng đối với các bạn học sinh khi đi du học ở nước ngoài đó chính là việc ăn ở rồi bảo hiểm và cả những cái khoản hỗ trợ ban đầu của những cái chương trình tư vấn du học đó, có lẽ là một cái vấn đề mà các bạn rất là quan tâm. Như vậy thì có lẽ là Cẩm Trí muốn mời chị Ngọc Bích, trưởng bộ phận tư vấn du học của công ty Tân Đại Dương, chị có thể chia sẻ một chút là công ty Tân Đại Dương của mình có những cái chính sách hỗ trợ như thế nào giúp đỡ cho các bạn sinh viên trong thời gian đầu các bạn đi nước ngoài du học ạ? Dạ, hiện tại thì công ty Tân Đại Dương đã và đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên trong thời gian đầu đi du học. Thì về vấn đề chỗ ở, Tân Đại Dương sẽ giúp cho du học sinh sắp xếp chỗ ở thích hợp khi mà sang nước ngoài học tập. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết mọi thắc mắc trong suốt quá trình sinh viên tham gia dịch vụ này, như là chuyển chỗ ở, các vấn đề liên quan đến chủ nhà nếu có. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn cung cấp chỗ ở cho phụ huynh và các thành khác trên khắp nước Úc. Về vấn đề về mua bảo hiểm cho sinh viên quốc tế thì tự hào là đại diện của OSHC Worldcare, một trong các công ty bảo hiểm lớn nhất nước Úc, thuộc tập đoàn Alliance Group, một hệ thống với hệ thống bảo hiểm đa dạng, linh hoạt, hỗ trợ hiệu quả cho du học sinh. Tân Đại Dương sẽ giúp cho du học sinh mua thủ tục bảo hiểm đáp ứng đúng yêu cầu của trường và của lãnh sự quán Úc. Về dịch vụ giám hộ thì dịch vụ này chỉ dành cho học sinh dưới 18 tuổi, cần phải có người giám hộ thì tùy theo nhu cầu và điều kiện của nước đi du học. Tân Đại Dương sẽ tìm người giám hộ phù hợp đúng với nguyện vọng và nhu cầu của du học sinh. Về dịch vụ thực tập cho sinh viên thì chúng tôi sẽ liên hệ và giới thiệu các vị trí thực tập tại các công ty nước ngoài có uy tín thông qua đối tác là Internship Worldwide BL, là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thực tập cho sinh viên tại thành phố Sydney, Melbourne, Brisbane của Úc. Sinh viên sẽ được thực tập tại các công ty của Western. Và cuối cùng là dịch vụ không thể thiếu cũng rất là quan trọng cho du học sinh khi mà đi du học, đó là mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài. Thì công ty chúng tôi sẽ giúp cho học sinh mở tài khoản tại các công ty nước ngoài. Thưa cô Athena, một trong những cái vấn đề mà có lẽ là quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh rất là quan tâm đó là những cái ngành học nào mà cái ngôi trường mà họ định hướng đến học tập á, đào tạo, và đồng thời là cái cơ hội việc làm sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp thì như thế nào, cũng như là cái cơ hội việc làm bán thời gian trong suốt cái quá trình họ học, thì có lẽ đó là những cái vấn đề mà quý vị xem đài, đặc biệt là những phụ huynh đang có con em muốn đi du học Úc rất là quan tâm. Như vậy thì cô có thể chia sẻ một chút về vấn đề này.
Homsland là học viện đa ngành, cung cấp các khóa học về nghề và đại học trong các lĩnh vực khác nhau. Thêm vào đó, như tôi đã đề cập ở trên, học viện chúng tôi đào tạo chương trình cao đẳng đại học thuộc các lĩnh vực như sau: nghệ thuật giao tiếp, kinh doanh và quản trị, Anh ngữ, làm vườn, công nghệ máy tính và đa truyền thông, thương mại xây dựng, giáo dục, tóc và thẩm mỹ, thiết kế, kỹ sư, khoa học sức khỏe, du lịch khách sạn, khoa học xã hội, xây dựng, thời trang. Homsland cung cấp dịch vụ tìm việc làm miễn phí cho sinh viên tốt nghiệp tại trường Homsland. Chúng tôi còn hỗ trợ trong việc tìm kiếm việc làm, viết CV việc làm cho sinh viên thông qua bộ phận dịch vụ cho sinh viên. Theo như Cẩm Trí được biết thì Úc là một trong những cái quốc gia mà có lẽ là cái số lượng du học sinh Việt Nam đến học cũng rất là đông trong suốt thời gian vừa qua, và cũng là một trong những cái quốc gia hàng đầu có một cái nền giáo dục và tiên tiến để mà chúng ta có thể theo học những cái chương trình mang chất lượng cao. Như vậy thì không biết là cái chính sách du học của Úc trong năm 2012 thì không biết là có những cái gì thay đổi hay không, thì chắc là Cẩm Trí muốn mời chị Diễm Thúy cập nhật cái thông tin này cho quý vị khán giả. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi rất hay của anh Cẩm Trí. Thì sinh viên tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp xong ở tại Úc thì có các cơ hội làm việc và việc xin visa nhanh chóng dễ dàng hơn theo chính sách visa mới được ban hành năm 2012. Thì những thay đổi này cũng là động thái tích cực từ phía chính phủ Úc nhằm đảm bảo rằng Úc vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn nhất để cho sinh viên học tập. Chính sách visa thay đổi sẽ tạo được nhiều thuận lợi trong quyền được làm việc tại Úc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên học chương trình đại học hoặc thạc sĩ thì thời gian học tối thiểu là 2 năm. Thì các sinh viên này sẽ được ở lại làm việc 2 năm sau khi tốt nghiệp. Đối với các chương trình học nghiên cứu sau đại học thì sẽ có quyền ở lại thêm 3 năm sau khi tốt nghiệp. Và đối với tiến sĩ sẽ là 4 năm. Bên cạnh đó, cái việc xin visa thì thật dễ hơn cho với các học sinh đến từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Thưa cô Athena, một cái vấn đề mà có lẽ là các bạn sinh viên cũng rất là quan tâm đó chính là những cái suất học bổng mà ngôi trường họ theo học á có thể offer cho họ. Như vậy thì cô có thể giới thiệu một chút là trong năm 2012 này thì liệu là cái học viện của mình có trao những cái suất học bổng hấp dẫn như thế nào đến với các bạn học sinh ạ? So Homsland is an approved education provider to accept recipients of Australian Development Scholarships. Homsland là nhà cung cấp giáo dục đã được phê duyệt để chấp nhận các học sinh theo học chương trình học bổng của chính phủ Úc. Các suất học bổng được nhận theo chương trình này là một phần của chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Úc nhằm nâng cao kiến thức và đào tạo con người của các nước bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào website của Homsland, phần học bổng. Theo tôi được biết thì Homsland có mức học phí hợp lý dành cho các khóa học và cạnh tranh với các học viện khác. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều thư của quý vị phụ huynh gửi về cho chương trình. Mà trong đó thì có một vấn đề mà có lẽ là quý vị phụ huynh cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề phải chứng minh tài chính khi mà đi du học ở một số nước. Như vậy thì không biết là Tân Đại Dương của mình có những cái cách nào để hỗ trợ giúp cho, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh có thể chứng minh được khả năng tài chính mình như thế nào, thì không biết là các bước giúp đỡ như cụ thể ra sao ạ? Chúng tôi luôn hỗ trợ hướng dẫn hình thức chứng minh tài chính phù hợp với từng hồ sơ cụ thể của khách hàng. Vì thế mà với những yêu cầu về chứng minh tài chính của lãnh sự, chúng tôi sẽ xem xét và hướng dẫn hình thức nào chứng minh tốt nhất cho hồ sơ. Ví dụ như các hình thức chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm tại ngân hàng, thì Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn nộp các giấy tờ để chứng minh rằng cái nguồn gốc thu nhập đó từ đâu mà mình có. Nó phải tương ứng với số tiền hiện có ở ngân hàng. Nếu như mà có những hồ sơ không đầy đủ bằng chứng về thu nhập hàng tháng, thì Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn chứng minh bằng cách là làm hợp đồng tín dụng tại ngân hàng, hướng dẫn cách xác nhận thu nhập cụ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giải trình tài chính một cách hợp lý, rõ ràng theo từng trường hợp hồ sơ. Bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp nếu như mà ba mẹ không có đủ khả năng bảo trợ tài chính cho con, hoặc là không thể cung cấp được những bằng chứng về thu nhập hàng tháng, thì theo yêu cầu của luật lãnh sự quán Úc thì vẫn được phép nhờ người thân bảo trợ, miễn là phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ. Thì Tân Đại Dương, trong những trường hợp này, Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho học sinh xem xét giấy tờ của người thân và lựa chọn người thân tốt nhất để mang đến cho hồ sơ của học sinh đạt được kết quả cao.
Và những trường hợp này thì chúng tôi đã làm thành công rất là nhiều hồ sơ cho khách hàng tại công ty. Cuối cùng cũng xin chia sẻ một điều rất là quan trọng khi mà nộp đơn xin visa du học Úc. Thì trong suốt quá trình mà lãnh sự quán Úc xét hồ sơ, thì nếu như hồ sơ nào có thắc mắc, lãnh sự quán Úc có thể phỏng vấn phụ huynh hoặc là học sinh. Thì Tân Đại Dương cũng có bộ phận chuyên dạy phỏng vấn cho phụ huynh và học sinh để phụ huynh và học sinh có được cách trả lời tốt nhất, thuyết phục lãnh sự quán nhất để hồ sơ của mình đạt được kết quả cao. Thưa cô Athena, như vậy thì đối với các bạn học sinh mà chuẩn bị lên đường đi du học ở Úc thì cô có một cái lời khuyên như thế nào để giúp cho họ chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như là những cái vật dụng gì mà họ cần phải mang theo khi mà đi du học tại Úc ạ? Sure. So what I would suggest is students prior to arriving in Australia should become very familiar with their visa regulations. Đầu tiên, trước khi đến Úc thì sinh viên nên làm quen với các luật visa của Úc, môi trường văn hóa ở Úc, giao thông, chỗ ở và có một sự tìm hiểu kỹ càng về trường, học viện mà các bạn sắp theo học. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đến Úc sẽ giúp sinh viên hòa nhập được với môi trường mới. Chúng tôi tin rằng sinh viên sẽ có một thời gian tuyệt vời tại Úc. Họ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội mới trong suốt quá trình học cũng như là sau tốt nghiệp tại đây. Vâng, thưa chị Thúy, như vậy thì không biết là một cái hồ sơ khi mà mình xin đi du học Úc á, thì nó thường là nó sẽ có những cái bước chuẩn bị như thế nào? Thì chị có thể tư vấn một chút về cái quy trình các bước mà chúng ta lập một cái hồ sơ để mà xin đi du học tại Úc ạ? Dạ, khi mà tiến hành thủ tục du học tại Úc thì phụ huynh và học sinh nên chú ý các giấy tờ như sau. Giấy tờ trên các bạn đều phải photo công chứng 2 bản. Thì sau thời gian là khoảng 3 đến 8 tuần nộp tất cả hồ sơ vào lãnh sự thì các bạn sẽ có được kết quả visa. Nếu muốn biết cái hồ sơ của mình như thế nào hoặc là còn những giấy tờ gì thì các bạn hãy đến trực tiếp với công ty Tân Đại Dương hoặc là gọi số điện thoại 0838484879 để được tư vấn miễn phí. Vâng, rất cảm ơn những thông tin hữu ích mà chị Bích, chị Thúy cũng như là cô Athena đã gửi đến cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình này thì quý vị và các bạn cũng đã có được những cái thông tin hết sức cần thiết để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái quá trình chúng ta muốn đi du học trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các chị rất nhiều. Dạ, thay mặt công ty Tân Đại Dương cũng như là bà Athena thì công ty Tân Đại Dương cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến HNTV đã tạo điều kiện để cho chúng tôi có cuộc gặp gỡ, trao đổi những thông tin bổ ích về cho sinh viên học sinh về du học Úc. Thì nếu như các bạn nào có thắc mắc hay là còn lúng túng trong vấn đề về chọn trường du học Úc, các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Và gọi có thể gọi đến công ty Tân Đại Dương theo 26 số hotline 24/24 để được tư vấn miễn phí nhé. Rất mong gặp lại các bạn trong chương trình Hành Trang Du Học cho kỳ tới. Kính thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Hành Trang Du Học đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.